Thưa quý vị, chiều nay ngày 11 tháng 1, Quốc hội tiến hành bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng cấp bách. như phiên bế mạc kỳ họp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Bẩn điều hành phiên họp. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phan Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khoản hết tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế hết xã hội. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với Covid-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế hết xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung ngoài khuôn khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, năm giai đoạn 2021-2025. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế hết tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hức Cần Thơ và biểu quyết thông qua kỳ quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp bất thường lần thứ nhất với nhiều nội dung hết sức quan trọng, không chỉ cho năm 2022 mà cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo được đồng bào cử tri dư luận trong và ngoài nước cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm. Ngay sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các cấp các ngành các cơ quan trong bộ máy nhà nước các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng kịp thời các luật nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống khắc phục tình trạng đầu năm đổn đỉnh cuối năm vội vàng